Thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội với tình hình mới trong phòng chống COVID-19, đời sống người dân trở về bình thường. Tuy nhiên, ý thức được tình hình dịch bệnh nên người dân đi mua sắm tại các chợ trên địa bàn vẫn chấp hành tốt công tác phòng chống dịch. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại chợ Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Chợ Tam Thuận có 3 chốt chặn. Như thường lệ, lực lượng trực chốt đã có mặt từ 6 giờ để thực hiện việc giám sát ra vào chợ và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho người dân và tiểu thương. Quy trình diễn ra đồng bộ chặt chẽ, người dân tuân thủ việc thu thẻ vào chợ và trình tự thực hiện phòng chống dịch. Vấn đề mà duy trì về vấn đề cái giãn cách xã hội thì bây giờ chợ vẫn duy trì và vẫn hoạt động như thiếu chẳng hạn, đi theo chẳng lẽ, có nghĩa là một ngày đi chợ 3 lần và có phiếu vào chợ. Thì cái đó coi như là hiện tại bây giờ là chợ vẫn duy trì theo quy định trên. Còn cái lượng khách từ ngày giãn cách đình trừ thì nó cũng bình vậy thôi. Mức đi mua hàng hóa của tiểu thương, của khách thì nó vẫn bình, chứ không tăng. Hiện các quầy hàng ăn uống và quầy hàng không thiết yếu tại chợ đã mở lại gần hết. Có 102 trên 111 hộ kinh doanh đang buôn bán. Lượng hàng hóa dồi dào, thực phẩm tươi, chất lượng và giá cả ổn định. Nhiều người dân cho biết hơn một tháng cách ly xã hội, đến nay thói quen mua sắm của họ đã thay đổi nhiều. Chỉ mua sắm đủ ăn hàng ngày và luôn ý thức phòng dịch khi ra ngoài đường, nhất là đến những nơi tập trung đông người như chợ. Giãn cách xã hội thì mình vẫn đi mua sắm bình thường. Nói chung là khẩu trang y tế rồi nói chung là vào trong chợ thì ban quản lý vẫn nhắc nhở và sát khuẩn chân tay và đeo khẩu trang. Lới lỏng thì nói chung là người dân vẫn phải chấp hành vì trong cái thời gian vẫn chưa giãn cách xã hội hoàn toàn, đảm bảo như là không lây truyền ra cộng đồng xã hội. Mua sắm khác mày thôi, rồi đó. Rồi về nhà mình nhắc nhở con cái là mình phải rửa tay, sát khuẩn. Rồi mình đi vô chợ là mình diệt khuẩn, rồi đo nhiệt độ. Khi nào mình vô chợ, mình đứng xa xa đó, mình mua, nên mình không có đứng luôn. Theo ban quản lý chợ, người dân đi chợ đông nhất vào lúc 9 giờ đến 10 giờ. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, lượng khách đến chợ giảm mạnh. Nhiều tiểu thương kinh doanh ế ẩm, không bán được hàng. Khó khăn trong việc bảo quản hàng hóa để tươi, mới, phục vụ người dân. Đà Nẵng vẫn đang thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Các chợ trên địa bàn vẫn đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. Đồng thời, người dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành, thì góp phần đảm bảo an toàn trong mua sắm và giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh tại chợ.